Jenny Đỗ xin kính chào tất cả các khán giả của đài truyền hình Việt TV. Jenny rất may mắn được có mặt ở đài ngày hôm nay, và cái may mắn hơn nữa là thành phố chúng ta có được đón nhận một người khách quý từ Washington DC đến, và hôm nay chúng Jenny được hân hạnh mời chị có mặt tại phòng thâu của chúng ta. Đây là một người Jenny rất là quý. Jenny xin giới thiệu với cộng đồng thành phố San Jose. Đây là chị Thanh Trúc. Dạ, xin chào chị ạ. Và em cảm ơn chị đã bỏ công bay từ bên đó qua đây để mà đến tham dự với chúng em. Dạ. Trước hết thì Thanh Trúc cũng xin gửi một lời chào trân trọng đến tất cả quý vị ở San Jose, là cái thành phố mà có nhiều người Việt Nam ở đây mà Thanh Trúc đã có rất là nhiều cảm tình, không phải vì mình có gia đình ở đây, mà ở đây những người Việt Nam ở đây Thanh Trúc thấy nó có một cái sắc thái nó dễ thương lắm, nó hơi khang khác với lại miền Nam California. Nó rất là San Jose, rất là Bắc California, và trong đó có cô bạn Jenny Đỗ là một người Thanh Trúc cũng rất là quý. Dạ, dạ, em cảm ơn chị. Chúng em là thung lũng hoa vàng, lúc nào cũng tươi vui, dẫu là trong mùa đông đang rét nhưng mà ai cũng happy hết, mình đang chuẩn bị chào Tết. Thưa chị, vậy hôm nay chị đến đây thì cái mà thắc mắc của chị mà chị muốn chia sẻ với cộng đồng là cái gì ạ? Thì Jenny cũng biết rồi, cũng như thưa quý vị là vừa rồi khi mà Thanh Trúc từ bên miền đông mà tuyết giá như vậy được gọi điện thoại qua cho Jenny, thì Jenny có chia sẻ với Thanh Trúc một cái tin mà Thanh Trúc thấy là rất là vui. Trước đó thì lòng Thanh Trúc cảm thấy buồn khi mà cô bạn yêu quý của Thanh Trúc nói là cô không còn bao nhiêu ngày nữa và cô sẽ đi, vì cái căn bệnh cancer quái ác nó sẽ mang cô đi. Nhưng mà sau đó thì Jenny có chia sẻ lại là có một cái gọi là giống như mình nói là có tin vui giữa giờ tuyệt vọng. Thưa quý vị, đời sống này nó có nhiều cái kỳ diệu lắm Jenny, người ta gọi là hope in hopeless, tức là cái sự hy vọng ở trong cái hoàn cảnh tuyệt vọng. Mà đôi khi trong cái hoàn cảnh của Jenny, tuyệt vọng chỉ là một cách nói mà thôi. Thì bây giờ như vậy Thanh Trúc đã nói rồi, thì Jenny đã chia sẻ với Thanh Trúc rồi, thì bây giờ Jenny phải chia sẻ với mọi người đi. Dạ, xưa kính chào mọi người, tất cả các thính giả. Jenny cũng vừa qua được may mắn là có rất là nhiều Bồ Tát, cho nên phải nói là như vậy. Trong tiếng Anh mình gọi là angels, thì các vị, những người mà thương Jenny, họ đã thôi thúc dục dã Jenny là phải tìm ra cái con đường mà để chữa trị cho mình. Mà một trong phương cách đó là đi xin cái lời khuyên thứ nhì của một người bác sĩ khác. Thì qua đó Jenny đã xin lời khuyên của một bác sĩ khác cũng trong Kaiser. Cũng coi như câu chuyện vẫn chưa có hài hòa lắm, thì họ đã lại đẩy Jenny để vào UCSF. Thì may mắn cho Jenny vô cùng là bên nhà thương họ đã cho Jenny được gặp họ. Và qua cái câu chuyện mà mới tuần rồi thôi, khi mà được gặp bác sĩ chuyên gia, tức là chuyên về vấn đề họa trị cho breast cancer, chứ không phải chỉ là ung thư thôi, mà là chuyên về cancer mà của breast cancer. Cho nên là rất là may mắn mà mẹ mới được mà gặp cho cô như vậy. Thì cô đã cho Jenny thấy là Jenny có quá nhiều các con đường để chữa trị. Và Jenny mới thức tỉnh được rằng là nó không phải là một con đường chữa trị, mà nó là cái quá trình là hết một cái loại chữa trị này mình lại phải quay nó qua chữa trị khác. Tại vì cái con ung thư đó là nó biết cách luồn lói là nó thay đổi liên tục. Cho nên là vì vậy, cho nên là mình cái cách chữa trị cũng cần phải thay đổi liên tục. Và như vậy mình cứ sống mãi. Thì là đối với Jenny có nói với lại một số bác sĩ cũng như người quen rằng là mình không nên nghĩ đến chuyện là fight cancer, tức là đánh nhau với nó, mà phải nghĩ làm cách nào để mình sống với nó. Sống chung với nó. Dạ, sống chung với nó. Như vậy thì là có phải là cái điều mà Jenny muốn chia sẻ hôm nay, cái thông điệp mà Jenny muốn gửi ra đó, là khi mà mình là một người mà chẳng may mình mắc cái bệnh ung thư vú, ung thư bao tử, hay là ung thư phổi chẳng hạn, hay là những cái ung thư khác ở trên thân thể của mình, thì mình không phải là chỉ có gọi là sa đà vào trong một cái phương cách chữa trị của một nhóm bác sĩ, mà đôi khi mình cần cái second opinion, tức là thưa quý vị, một cái ý kiến thứ nhì hoặc là đôi khi ý kiến thứ ba. Giống như người Việt Nam mình nói là có bệnh thì đi vái tứ phương. Nhưng mà cái vấn đề có phải là Jenny muốn nói là tìm cho đúng người và đúng việc, thì cái
Sở dĩ mà Jenny có được cái ý tưởng phải đi tìm như vậy đó là mình cũng phải để dành cái credit này cho hai vị bác sĩ Việt Nam mà chúng tôi cũng rất quý hai vị bác sĩ đó là. Dạ, Jenny quá sức may mắn là khi mà Jenny chia sẻ cái câu chuyện của mình thì các bác sĩ, bạn bè tứ phương ai cũng quan tâm. Thì trong đó có bác sĩ Nguyễn Mai Phương ở Nam Cali. Và bác sĩ Mai Phương khi đọc qua câu chuyện của Jenny thì cô giận dữ lắm, bảo rằng là không thể như vậy được. Thành ra là cô mới kéo vô thêm sự giúp đỡ của bác sĩ Bích Liên ở Nam Cali. Thì cả hai bác sĩ coi như là mệt nhọc với Jenny từ 3 giờ chiều cho tới mãi đến nửa đêm để mà coi như là coi rõ cái bệnh tình của Jenny, từng mỗi một cái test result cho tới, tức là chi tiết từ cái quá trình từ 2007 cho tới ngày hôm nay. Thành ra và là dùng cái qua cái sự xét duyệt mà các hai bác sĩ cùng coi, rồi xong họ tổng kết lại để làm thành một cái summary, tức là một cái kết luận. À, một cái gọi là tóm lược đó về cái câu chuyện của Jenny. Rồi vì có cái đó thì Jenny sẽ rất là dễ dàng để mà dùng cái đó đưa cho các bác sĩ chuyên môn để mà lấy cái ý kiến của họ. Tại vì họ không cần phải coi đọc bao nhiêu thùng trang giấy về vấn đề medical history của Jenny để mới có thể giúp mình được. Thành ra là Jenny, cái lời khuyên của Jenny với mọi người, cái thứ nhất là nếu mà mình lỡ vướng vào cái vấn đề cancer, chớ có tuyệt vọng. Tại vì nó cái Jenny thấy rõ ràng là nó rất là mầu nhiệm, càng ngày khoa học càng tiến tới, thành ra mình nhiều khi phải có phối hợp giữa Tây phương y học và nam coi như là y học và Á Đông của mình, phải làm cả hai. Nhưng mà dĩ nhiên á, là nó có rất là nhiều cái nguy hiểm nếu mà mình không có được sự hướng dẫn cặn kẽ. Chính vì vậy cho nên Jenny nghĩ là phải nói chuyện với rất là nhiều người chuyên gia trước khi mình kết luận là mình đi một con đường nào đó. Mà đi một con đường là chỉ một con đường nữa thôi. Xong rồi khi nó không làm được nữa mới chuyển qua một con đường khác. Chứ còn lấy mà mình dùng nhiều thứ quá cùng lúc thì nó có rất là nhiều nguy hiểm. Cái đó chắc Jenny để cho tí nữa bác sĩ giải thích thêm. Nhưng mà một cái trong những cái mà Jenny cần khuyên mọi người là thứ nhất, không tuyệt vọng. Thứ hai là phải manage cái healthcare của mình. Có nghĩa là mình phải tự tranh đấu cho mình. Cái gì mình nghĩ mà nó không ổn là phải kiếm thêm người khác để giúp cho mình. Và đôi khi cho nên nghĩ nó có một cái sự ý định của mỗi người là không muốn chia sẻ cái bệnh của mình ra cho tất cả mọi người đều biết, cho nên cũng tôn trọng cái chuyện đó. Song song đó cho nên nghĩ cũng có lượm mặt gửi vàng, nếu mà có những người chuyên môn mà mình thấy họ tốt mình nên chia sẻ, tại vì the more the better, có nhiều người họ thương mình nó tốt hơn. Đó là lý do mà bác sĩ bảo Jenny chết trong vòng 90 ngày, bây giờ qua 90 ngày vẫn chưa chết, vẫn tươi tắn, vẫn ngồi đây vì vấn đề tình thương của cộng đồng. Dạ, thưa quý vị, cái kỳ diệu ở đây là Thanh Trúc muốn nói mà như là qua lời Jenny Đỗ chia sẻ đó, là từ cái sự khó chịu khó mà ngồi mà nói chuyện và ngồi mà hỏi han đó, gần như là hạch hỏi Jenny về cái bệnh trạng của Jenny của từ bác sĩ Bích Liên và cũng như bác sĩ Mai Phương ở dưới Nam California, khi mà các chị đó đọc những cái câu chuyện mà viết về Jenny, mà trong đó có cái bài viết của Thanh Trúc, thì các chị đã cảm thấy là mình không thể bó tay, mình không thể nào give up được, cho nên các chị đã phải làm cái điều đó và thúc đẩy Jenny để mà Jenny sống, làm thế nào, thứ nhất sống chung với căn bệnh của mình, cái thứ nhì là có được một cái phương pháp chữa trị khác nữa. Mà cái phương pháp chữa trị đó nó không có đem lại cho cô quá nhiều cái mất sức, thí dụ như hóa trị hay xạ trị mà người ta phải đi lại một cái phương pháp khác. Jenny nói sơ qua về cái cách mà cái vị bác sĩ người Mỹ đó đã chia sẻ với Jenny trong vòng 6 tiếng đồng hồ về cái cách mà chữa trị đó nó như thế nào. Jenny cảm động vô cùng khi mà mình đến UCSF. Từ xưa giờ chưa bao giờ mình nói chuyện với một người bác sĩ nào mà quá nửa tiếng. Mà bà ngồi với Jenny từ lúc 1 giờ đến mãi 6 giờ chiều cho nên mới bỏ cho nên đi. Tức là bà quá coi như xúc động là thấy cái quá trình chữa trị của Jenny nó rất là vất vả, đi không có đúng đường. Thì từ xưa đến giờ cho với ví dụ, người ta vẫn bảo Jenny rằng là cái trường hợp của Jenny là estrogen positive, có nghĩa rằng là trong cái loại cancer của Jenny nó phải cần có cái hormone gọi là estrogen. Thì mới mở được cái cell cancer cell. Thành ra vì vậy cho nên là mình phải cần tránh estrogen. Mình không nên có estrogen, nếu có estrogen vô thì cái cancer nó lại càng lớn lên. Thì khi mà bà nói như vậy thì Jenny, bà hỏi là Jenny có là estrogen positive thì dĩ nhiên là Jenny estrogen positive. Nhưng mà khi hỏi rằng là bác sĩ Mai Phương với lại bác sĩ Bích Liên hỏi là positive như thế nào,
nó là 10%, 20%, 30% hay 40% như thế nào. Jenny không trả lời được, tại vì Jenny đâu có biết, đâu có ai bao giờ nói cho mình biết. Không đâu. Ai biết được. Không biết, mình chỉ biết nó positive, rồi còn mấy cái kia thì nó negative, hỏi là negative như thế nào. Jenny cũng không biết negative là negative thôi. Hỏi ra thì mới biết rằng là bác sĩ Mai Phương, bác sĩ biết lên cho Jenny biết rằng là trời ơi, cô rất là positive. Tức là estrogen của Jenny là 100%, có nghĩa là 100 cái cells của mình là phải có 100 cái estrogen nó đi vô thì nó mới sống được. Rồi còn bên progesterone nó là Jenny tới 40%. Nó cũng là negative nhưng mà nó... Mình đang nói về tới nó cái không phải hormone zero. Đó thì nó estrogen rồi progesterone đó. Thì nó nói tóm lại đó, cái trường hợp của Jenny đúng ra trên nguyên tắc là không cần chemo. Tại vì nó quá sensitive về vấn đề hormone thì là cái con người của Jenny là phải dựa trên hormone để chữa nó để nó ra hữu hiệu nhất. Nhưng mà anyway, mỗi một trường hợp nó khác nhau nhiều, Jenny mình không thể kể đây được. Tóm tắt lại, ở đây Jenny chỉ khuyên thứ nhất là không nên tuyệt vọng, là tại vì thứ nhất là nên liên lạc với rất là nhiều người, những các cơ quan hoặc là những người mà chuyên môn để có được sự giúp đỡ. Dạ vâng. Thứ hai là mình nên chịu khó, kiên nhẫn, tức là phải hiểu rằng là cái cancer đó là nó evolve. Thành ra mình cứ hết cái thuốc này nó không còn hiệu nghiệm nữa, mình nhảy qua thuốc khác. Và mỗi ngày đều có thuốc mới nó ra thị trường, cho nên không nên tuyệt vọng. Và cái câu cuối cùng á, là cái tinh thần vẫn là phải vững lắm. Tức là nếu mà mình vui cái tự nhiên cái mình trấn an được tất cả những cái đau. Mình phải trị cái đau chứ cái đau không thể trị mình được. Thành ra là đó là... Và sau đó là happy. Đối với chị này sẽ nhớ là sắp Tết nha. Thành ra rằng là cho nên quá, nghĩ rằng quá là... hạnh phúc phải không? Dạ vâng. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, cái điều mà hạnh phúc mà Thánh Trúc cũng muốn chia sẻ với quý vị khi mà bay từ bên phải nói là trèo lên những cái đám tuyết bự thật là bự của Washington DC để mà ra được phi trường mà bay qua đây với Jenny, là vì Thánh Trúc cũng muốn là qua để nhìn cái khuôn mặt rạng rỡ của Jenny khi mà được biết là mình có một cái giống như là một không phải là một tia nữa mà là một cái ánh sáng mặt trời hy vọng nó chói ở trên mình. Thành ra khi mà qua đây thì chúng tôi rất là hạnh phúc để mà đem cái câu chuyện này để mà chia sẻ với quý vị. Đừng tuyệt vọng khi mà, và đôi khi tuyệt vọng chỉ là một cách nói, khi mà mình vẫn còn hy vọng. Và cancer, ung thư không phải là không chữa được. Với điều kiện là đúng thầy đúng thuốc và đừng dùng những cái thuốc mà nghĩa là ở bên ngoài mà bậy bạ thì nó không có giúp gì được hết cho mình hết, không có rõ nguồn gốc mà nó còn làm cho cái bệnh ung thư của mình nó tệ hại thêm, phải không Jenny? Mình sẽ chia sẻ cái vấn đề đó sau. Nhưng mà kính thưa quý vị, năm hết Tết đến thì đây là một tin vui mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị, và cảm ơn Jenny thật là nhiều. Và chúng tôi cũng muốn đem cái niềm vui này đặt trước mặt quý vị để quý vị thấy là niềm vui của cuối năm và cũng sẽ là niềm vui miên viễn của đầu năm mới. Cảm ơn Jenny đã cho Thanh Trúc đến đây để mà cùng với Jenny chia sẻ với mọi người. Dạ, chúng em cảm ơn chị Thanh Trúc đã vượt tuyết đến với Cali chúng em, và thay mặt cho đài truyền hình cũng như là cho đồng bào của thành phố San Jose. Xin cảm ơn chị Thanh Trúc rất nhiều. Dạ, Thanh Trúc thì không biết nói thế nào để mà cảm ơn Jenny nữa, chỉ biết là mình ngồi đây với nhau là đã là một lời cảm ơn rồi. Dạ, thưa quý vị, Thanh Trúc cũng xin kính chào quý vị, và một lần nữa mình sẽ còn nắm tay nhau, còn gặp nhau, còn làm việc chung với nhau nhiều lắm. Dạ, đúng vậy. Xin kính chào quý vị. Jenny Đỗ xin kính chào tất cả các khán giả của đài truyền hình Việt TV. Jenny rất là hân hạnh được trở lại với chương trình. Và như Jenny nói hồi nãy, chúng ta may mắn có một khách quý ở xa đến để tham dự với chương trình hôm nay. Jenny xin đồng bào xin gửi lời chào đến chị Thanh Trúc từ Washington DC. Jenny xin chào chị ạ. Thanh Trúc chào Jenny Đỗ, và Thanh Trúc trân trọng kính chào tất cả quý vị. Jenny phải nói là cái này là Thanh Trúc là bay đi trốn tuyết đó nha. Thật là cái cơn bão Jonas, phải cảm ơn nó. Jonas quá sức là kinh khủng ở bên miền đông, nhưng mà nó đã đẩy Thanh Trúc qua đến đây để gặp được Jenny Đỗ, là cô bạn thiết mà thưa quý vị chúng tôi đã làm việc chung với nhau trong rất nhiều sinh hoạt cộng đồng. Mà trong đó Thanh Trúc quý Jenny Đỗ nhất là những cái
những cái gọi là những cái đại hội áo dài, Thánh Trúc phải nói là như thế, tôn vinh sắc đẹp của người phụ nữ và để mà chống lại cái buôn người là cái điều mà chúng tôi thường tâm huyết để làm. Nhưng mà hôm nay đó thì mình phải giới thiệu thêm một người nữa, tại vì đang hôm nay là câu chuyện chính là nói về Jenny đó, về cái tin vui giữa giờ tuyệt vọng, thưa quý vị. Và đến với chúng tôi đó để mà ngồi mà nói chuyện đó là có một vị gọi là ở địa phương này, ngay cái thành phố San Jose này, đó là khoa học gia Nguyễn Thượng Vũ, là một nhà gọi là y khoa bệnh học, mà chúng tôi đã biết được anh với những cái quá trình nghiên cứu từ UC Davis cho tới UC Berkeley cho tới rất là nhiều những cái đại học khác. Thành ra Thanh Trúc cũng xin chào tiến sĩ khoa học gia Nguyễn Thượng Vũ luôn ạ. Dạ, chào chị Thanh Trúc, chào Jenny, chào quý vị khán thính giả. Dạ, thưa quý vị, cái điều mà Jenny khao khát để mà được mà trình bày trong cái buổi nói chuyện mà tay ba ngày hôm nay đó cũng không có gì là ngoài cái chuyện là Jenny muốn đưa ra một cái thông điệp, một cái thông điệp là người ta đừng nên lấy làm tuyệt vọng khi mà mình thấy là bệnh hoạn hay là một căn bệnh nào nó nói rằng với mình là mình bị bệnh, mình bị bệnh nặng, cái bệnh của mình sẽ không qua khỏi, hay là ngày giờ của mình không còn bao nhiêu như cái trường hợp Jenny đã trải qua trong những ngày tháng vừa rồi đó. Thì mình trong cái chương trình trước đó thì Jenny cũng đã nói với Thanh Trúc rồi, nhưng mà hôm nay đã sẵn có một vị gọi là khoa học gia ngồi đây, thì Jenny, Thanh Trúc muốn nói như thế này nè. Khi mà Jenny nghe cái vị bác sĩ, tức là cái người mà ngoài những cái nhóm bác sĩ mà đã chữa trị cho Jenny trước đó về căn bệnh đó, breast cancer, rồi sau đó đó nhờ bác sĩ Bích Liên cũng như bác sĩ Mai Phương ở dưới Nam California gọi lên và nói rằng là Jenny phải cần có một cái sự chữa trị khác, thì Jenny đã đi và Jenny đã tìm thấy những cái gọi là tia hy vọng cho cái sự sống của mình cũng như cái sự chữa trị căn bệnh của mình đó. Thì phải chăng là Jenny muốn nói với mọi người rằng là cái bệnh đó đó, sẵn đây có khoa học gia Nguyễn Thượng Vũ là cái người mà gọi là lúc nào cũng thích gọi là nói tới cái gì gọi là khoa học thật, real science, thì phải chăng là mình phải tìm đúng thầy, đúng thuốc, và mình phải có cái gọi là tham khảo ý kiến của những cái người gọi là bác sĩ mà đúng. Tại vì kính thưa quý vị, thực ra đó khi mà Thanh Trúc nói chuyện với quý vị, Thanh Trúc ngồi giữa hai bệnh nhân là cùng là ung thư nhé, hai bệnh nhân, bởi vì là một khoa học gia, nhưng mà tiến sĩ Nguyễn Thượng Vũ cũng không tránh khỏi bệnh tật, và anh vừa mới trải qua một cái cơn mổ nữa, thành ra rồi Jenny thì cũng đang ở trong cái tình trạng như vậy nữa. Thành ra Jenny chia sẻ như thế nào, phải chăng cái chuyện mà tìm đúng thầy đúng thuốc rất là quan trọng? Dạ vâng, nó là một cái quá trình rất quý mà mình, mà tất cả các con bệnh là đều phải đi qua hết. Thì nếu mà cái con bệnh nào mà may mắn có được nhiều sự hỗ trợ của các Bồ Tát thì mình sẽ đi đến đúng nơi đúng chốn. Thì cái mà Jenny may muốn là khi mà Jenny thấy mình bệnh như vậy, Jenny không hiểu lý do tại sao mà mình lại khổ đến thế này, duyên cớ nào, mình có những cái câu hỏi đó trong đêm. Thì nhưng mà Jenny đã thức tỉnh và hiểu được rằng là những cái gì Jenny trải qua có thể đây là một cái sự thử thách để mà Jenny có thể dùng những cái quá trình mà chịu đựng của mình và những cái gì mình trải qua để có thể mình chia sẻ với đồng bào, và qua đó hy vọng rằng mình có thể giúp lẫn nhau. Thì cái mà Jenny đã trải qua, Jenny cảm thấy rằng là mọi người cần phải biết rằng là khi mình mới bị diagnose thì mình dễ đi vào cái con đường bị hoang mang. Mà thứ nhất đối với Jenny là Jenny khi mọi người biết câu chuyện thì tứ phía từ bốn bể, từ các nước chứ không phải chỉ trong nước Mỹ, từ Việt Nam, châu Âu, châu Á cho đến châu Phi, Canada, Úc Đại Lợi, tất cả mọi người đều viết thư cho Jenny và chia sẻ những cái kinh nghiệm của họ. Thì qua bao nhiêu câu chuyện là mỗi một người lại mỗi câu chuyện khác nhau, và họ đưa ra những cái bài viết là cái câu chuyện của họ là họ dùng cái thuốc này, Fucadon, aloe vera, gừng, honey, xả, trời ơi, Jenny cái không thể nào diễn tả hết được những cái câu chuyện mà người ta trình bày cho Jenny. Thì đối với cái người mà đã vào cái con đường cuối cùng là mình cần phải cần cái phao để mà cứu mình, thì nhìn vào cái đó, cái nào họ cũng bảo rằng cái nào cũng tốt cả. Thì bây giờ mình biết tin ai, cái nào là mình nên dùng, bây giờ có thể dùng hết được hay không? Thì lúc ban đầu là Jenny lá đu đủ, aloe vera, gừng, trời ơi uống hết, không thiếu cái gì cả. Rồi thêm một vài người lại thương bảo Jenny, em à, phải nhớ ông cha mình đã dạy, trong uống ngoài thoa,
em phải nhớ uống cái nào khoa cái đó. Quý vị có thể tưởng tượng là uống gừng, uống giả, uống cannabis oil mà bây giờ còn phải thoa trên người nữa. Trời ơi, cho nên nó rất là khôi hài mà nó rất là vui, nhưng mà nó đầy nên nước mắt. Nhưng mà nó là cả một cái quá trình mà mình phải tìm hiểu. Thì Jenny may mắn làm sao được nói chuyện với một số các nhà chuyên gia, thì họ mới khuyên rằng là cẩn thận lại cô à, cô không thể nào làm như vậy được, cô làm như vậy thì cô sẽ tẩu hỏa hết. Thành ra hôm nay có bác sĩ ở đây thì Jenny muốn mình nói đến cái câu chuyện rằng là bây giờ có quá nhiều cái bài thuốc ở bên ngoài đó thưa bác sĩ. Khi mà cái người mà đã bảo rằng là tôi chỉ còn có 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng là chết. Thành ra là những cái bài thuốc này nó gần như là những cái phao người ta náo lại để mà cứu sống. Thì bây giờ nếu mà là con bệnh trong cái trường hợp như vậy thì bác sĩ khuyên mọi người nên làm như thế nào, nên cẩn thận ra sao? Khuyên Jenny nên làm như thế nào? Thưa quý vị, là tại vì hồi tối đó, trước khi bác sĩ Nguyễn Thường Vũ mở lời mà giải thích đó, hồi tối khi mà chúng tôi có gặp nhau trong một buổi ăn tối, thì nghe cái cách mà trao đổi giữa Jenny với bác sĩ, Thanh Trúc học được. Thật ra bây giờ học được rất là nhiều, và Thanh Trúc nghĩ rằng là có lẽ chúng ta nên lắng nghe. Thưa bác sĩ Nguyễn Thường Vũ. Dạ, thưa chị Thanh Trúc, Jenny, thưa quý vị. Cái vấn đề khi mà mình bị ung thư đó, đây là một cuộc chạy đua với tử thần. Cái thời gian nó rất là quan trọng. Tại vì cái nguyên tắc là cái tế bào ung thư nó tiếp tục nó grow, nó sẽ mọc ra mà nó càng to, nó càng lan ra, nó càng nguy hiểm. Thành ra cái vấn đề mà làm cái quyết định, make a decision đó, để mà chữa cái bằng cách nào nó rất là quan trọng. Và trong lúc này đó là mình phải thật là sáng suốt, mình coi thử cái nào mà đáng tin và cái nào không đáng tin. Thì dĩ nhiên là những cái phương pháp chữa trị có tính cách khoa học và được nghiên cứu kỹ càng là cái mình đáng tin. Những cái mà nó dựa trên những cái tin đồn mà phao lên trên, thí dụ như những cái loại mà dược thảo quảng cáo trên các cái đài truyền hình và nói là chữa bệnh ung thư này, ung thư nọ đó, trị bá bệnh thì chắc chắn là không thể tin được. Chính bản thân tôi cũng bị ung thư, và tôi bị trong 2 năm vừa rồi, khi mà tôi deal với quá nhiều cái những cái stress á, những cái vấn đề mà phức tạp trong cộng đồng Việt Nam đó, thì nó đưa tới một cái là tôi bị cái ung thư ruột già nó develop. Khi mà tôi thấy có cái triệu chứng đó, mà thật sự lúc khi mà tôi bị cái stress nhiều quá, tôi quên hẳn đi cái chuyện là đến cái tuổi của mình, cái risk mà mình có thể bị ung thư nó có. Dạ vâng, thì quên mất. Khoảng chừng vài tháng sau, khi mà cái triệu chứng mà ngay cả bleeding nó xảy ra rồi, nó chảy máu đó, thì lúc đó tôi mới chạy vô trong bệnh viện, tôi muốn làm cái colonoscopy, tức là người ta thọc cái ống kính vô trong ruột già mình, người ta soi đó, thì tôi cũng thức tôi nhìn. Và khi mà tôi nhìn á, tôi thấy nó hiện lên một cái cục bướu rồi, thì lúc đó mình thấy that's it, done. Thì người ta lấy cái biopsy, thì cái một tuần lễ sau, cái người bác sĩ nó gọi lại nói: Dr. Nguyễn, I'm sorry. Thì tôi nói: ôi, như vậy là cancer phải không? Thì người ta nói, thì cái ông bác sĩ nói: dạ vâng. Thì tôi nói: ung thư thì mình cắt nó đi. Dạ vâng. Nhưng mà cái idea nó là như vậy, khi mà cái ung thư nó hiện ra đó, là cái việc đầu tiên là mình phải chữa trị cho nó đúng, mình phải chữa trị cho nó đúng. Rồi đó, nó có những cái phương cách mà bên cái Tây y đó, là những cái công trình nghiên cứu có mấy chục năm nay nó rất là rõ ràng. Thành ra khi nó cắt đi rồi đó, thì nó có những cái phương pháp mà follow up để mà trị, mà mình phải trị cho nó đúng, mình không thể tin lung tung được. Qua trở lại cái chuyện của một cái bệnh ung thư khác là trường hợp của Jenny đó, thì tôi cũng có khoảng chừng 3-4 người bạn cũng bị cũng cái tuổi mà cỡ như chúng tôi mà bị ung thư breast cancer, là ung thư vú đó. Thì có hai cái trường hợp là cái hai người bạn thì đã qua đời rồi, là tại vì cái lý do là họ trong khi mà chạy đua với lại cái ung thư đó, thì họ chọn lầm con đường, tức là họ uống nè Fucoidin nè, họ uống thuốc bắc nè, họ uống đủ thứ hết, và họ tại vì họ tin dựa trên những cái quảng cáo là những cái loại đó có thể là giết cái tế bào ung thư rồi, hoặc là ngăn ngừa đủ thứ hết. Quý vị bật cái đài truyền hình Việt Nam lên, quý vị sẽ thấy đầy hết. Thành ra cuối cùng đó là cách đây một vài tháng thì tôi có đưa tới cái đó, thì họ qua đời. Trong khi đó có những người bạn khác đó, thì họ follow đúng cái cách, tức là đây là một cái trường hợp điển hình mà tôi rất là happy trong trường hợp chị Jenny đó. Tức là khi mà mình thấy một cái group bác sĩ đầu tiên, rồi họ đưa ra cái ý kiến, họ nói cái này nó đã đến cái giai đoạn mà khó chữa, nhưng mà chưa hẳn là cái ý kiến đó là đúng. Dạ, tại vì quý vị biết cái y khoa ở Mỹ thì rất nhiều các bác sĩ mà chữa về ung thư
và có mỗi người mỗi nhóm thì có một cái kinh nghiệm khác nhau đó. Thì khi mà chị tìm hiểu qua cái nhóm bác sĩ mới đó thì họ thấy rõ ràng, họ review lại tất cả các hồ sơ đó thì họ thấy là có nhiều con đường mới nữa để mà trị. Nhưng mà quý vị nhớ là tất cả những cái gì mà họ nói đó, họ dựa trên những cái nghiên cứu khoa học rất là rõ ràng. Thí dụ như khi họ lấy cái tế bào ung thư của chị ra và nói là ồ, cái này nó có cái receptor cho cái growth hormone capacity, hoặc là nó có cái receptor cho cái hormone progesterone capacity, hay là cho cái receptor for estrogen capacity. Tất cả những cái đó là những cái điều mà hứa hẹn rất là lớn là cái ung thư chị có thể chữa được đó. Thành ra họ mở một con đường mới cho chị. Thành ra quý vị phải nhớ là mình phải đi cho đúng, mình không nên tin ra những cái gì mà nó quảng cáo mà nó không có đúng. Cái điều này rất là quan trọng. Mà tôi cũng không có blame được Đồng Hương, tại vì khi mà tôi coi những cái quảng cáo, thí dụ như là cái Fucoiden đó, người ta bảo là trị ung thư, nhưng mà tôi làm một cái review khoa học, tôi vào MedLine tôi review, thì đến tối hôm qua tôi review lại một lần nữa, bữa trước là 173 bài, bữa nay đến 182 bài rồi, thì cũng vẫn vậy, tức là cũng không có một cái kết quả khoa học nào mà chứng tỏ là cái đó thực sự là nó có hiệu quả trong vấn đề trị ung thư hết. Và những cái thí nghiệm trên những cái ống nghiệm đó thì nó thực sự nó không có đủ đến đâu hết. Dạ. Anh Trúc muốn hỏi Jenny thêm một câu nữa nè. Yeah. Là tại vì khi mà chị Bích Liên với chị Mai Phương, rồi ngay cả cái vị bác sĩ mà ở trong USCSF, right, mà người ta gọi là người ta hỏi cho nên những cái câu hỏi rất là câu này hết câu kia để mà truy tìm ra cái căn nguyên của cái ung thư của Jenny để mà chữa đó, và người ta cho Jenny một cái tia hy vọng, thì không biết là cô Jenny đổ của tôi có dám khoe, có dám, cũng hình như mình đã từng mà thì mình cũng nói thật luôn đi, có khi nào mà dám thú thật với vị bác sĩ là thực ra tôi cũng có uống thuốc ở ngoài thế này, thế nào cũng bị la phải không? Chắc chắn là thế, mấy dạ, vị bác sĩ dạ thế nào cũng la mình. Dạ, thì Jenny có chia sẻ với bác sĩ là bà có hỏi rằng là có uống cái gì khác nữa hay không, thì Jenny có công nhận là Jenny uống cannabis oil, tức là cái dầu giống như là dầu mà của chít ra của cần sa đó. Rồi Jenny uống luôn cả trong cái lúc mà không có chị hóa trị thì chị uống linh chi, rồi còn lúc mà hóa trị thì ngưng linh chi, rồi sau đó lại uống Fucodon, rồi thành ra là bị la, rồi bà la và bảo rằng là không có được uống linh chi, không được uống Fucodon trong lúc mà đang có uống Saloda, tức là cái loại mà chemo đó. Thành ra là nói tóm lại đó là nó, bà bảo rằng là nó bị interfere, tức là cái thuốc này nó sẽ làm cho nó nghịch lại với lại cái hiệu nghiệm của cái thuốc chemo. Mày bảo là không nên làm, không nên uống. Dạ, vâng. Và thưa chú biết là khi mà uống cái thuốc mà của bác sĩ gọi là viết ra cho mình đó, để mình mua cái thuốc đó mình uống vào, thì cơ thể mình nó cũng có những cái mệt hay là những cái phải chống lại cái thuốc đó. Thưa bác sĩ Nguyễn Thường Vũ, là cái sự mệt mỏi đó đó, ông nghĩ như thế nào? Tại vì những cái loại thuốc ở ngoài thì nó không làm mình mệt đến như vậy, nhưng mà những cái loại thuốc thật đó thì nó có thể làm cho bệnh nhân đôi khi... Đúng là như vậy, tại vì cái nguyên tắc mà chemotherapy đó là những cái chemical đó nó giết những cái tế bào đang phân chia. Mà quý vị biết là trong cơ thể mình đó, cái da nó sống có 30 ngày nó phân chia, rồi trong miệng mình thì nó sống ngắn hơn nữa, đại khái là như vậy. Thành ra mỗi lần mà mình uống cái thuốc mà hóa trị đó thì nó giết cái tế bào ung thư, đồng thời nó cũng giết một chút các cái tế bào khác. Thành ra quý vị thấy da nó mỏng đi, rồi nhiều khi nó làm những cái tế bào trong miệng mình nó mỏng đi. Thành ra đó là cái lý do tại sao mà mình đau. Rồi thành ra đôi khi đó cái người bệnh nhân đó uống những cái loại thuốc để mà cho giảm đau đó, thì nghĩ là cái thuốc giảm đau nó làm cho mình giảm cái cancer, nhưng không phải là như vậy. Cái đau đó là cái xà phát của cái thuốc. Thành ra những cái thuốc mà giảm đau đó nó hoàn toàn nó không có chữa gì cái cancer mình hết, mà cái vấn đề này là cái vấn đề fighting giữa mình với lại những cái tế bào ung thư. Đó. Thành ra đôi khi đó cái lầm lẫn nhất ở trong cái cộng đồng mình á là khi mà mình bị ung thư rồi sau cái mình thấy cái quảng cáo những cái thuốc tầm bậy, mà thường những thuốc tầm bậy thì thường hãy bỏ vô những cái thích và thuốc giảm đau, mình uống vô mình thấy mình đỡ đau, mình tưởng là trị của ung thư, nhưng mà cái đó rất là nguy hiểm, tại vì thực sự cái đó là cái giết người. Dạ, tại vì tôi nhấn mạnh lại, mình bị ung thư là một cuộc chạy đua giữa mình với lại thần chết, mà mình nhanh tay mình thắng, mà mình chậm là mình thua, mà muốn cho nó thắng là mình phải đi đúng con đường. Dạ.
cái mà Jenny cũng muốn chia sẻ là cái kinh nghiệm về vấn đề những người đa số những người mà bị breast cancer đó là thường thường hay có cái nó gọi là estrogen positive. Thì cái lúc ban đầu đó là cái quan trọng nhất là phải biết là cái tế bào cancer của mình là cái loại nào, nó có thuộc loại nó cho có ba cái yếu tố mà người ta cần phải biết là nó có là positive hay là negative, mà cái đó nó sẽ thay đổi cái phương cách chữa trị rất nhiều. Thì trong cái trường hợp của Jenny là estrogen positive. Thì khi mà là estrogen positive đó thì có nghĩa rằng là cái cell, cancer cell nó cần phải có estrogen nó mới sống được. Có nghĩa rằng là mình không nên có nhiều estrogen trong cơ thể. Thì Jenny muốn 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 chia sẻ rằng là Jenny có nhận được món quà, thì người ta cho Jenny quà lại là cái thuốc gọi là soy supplement, tức là thuốc đậu nành mà coi như là concentrated rất là cao, Làm từ tinh chất của làm đậu tinh nành. chất của đậu nành, uống để cho nó cao, nó tăng thêm thêm sức. Thì Jenny cũng chuẩn bị uống nhưng mà lại cũng hơi lo lo, nghĩ là tại vì có lẽ là Jenny nhớ hình như là trong trong sữa đậu nành có rất là nhiều estrogen. Thì Jenny mới hỏi cái bà oncologist của Jenny là như vậy. Thì bà mới nói là tôi để cho tôi kể cho cô nghe, một người bệnh nhân của tôi, bà ta cũng ba mươi mấy tuổi, cũng là breast cancer, đến với tôi thì uống Celora giống như Jenny và đã trong thời gian nó đã kết thúc, tức là gần như là hết bệnh luôn. Thì ra sau đó bà đi về nhà, cho bà quay lại trong vòng 6 tháng, không có phải lo lắng gì nữa. 6 tháng sau bà quay lại thì người bà coi như là bị cancer từ đầu đến chân. Thì bác sĩ không hiểu tại sao, bác sĩ mới hỏi là tại sao cô uống cái gì khác không, tại sao mà lại như vậy, trong vòng chỉ có mấy tháng mà nó thay đổi nhiều như Những cái vậy. tế bào ung thư nó phát tán ra, phải không ạ? Thì bà ta mới nói rằng là không có gì thay đổi ngoài vấn đề là chồng tôi trong vòng 3 tháng bắt tôi uống uống soy supplement mà uống thứ nặng đó, một ngày 3 lần, uống 3 liên tục trong vòng 3 tháng. Mà bà này là estrogen positive. Thành ra là đáng lẽ cái đó là cái rất tốt cho cơ thể của mọi người, nhưng mà đối với cái cá nhân mà của những người breast cancer positive mà uống cái soy supplement vô là chết. Thì bà ta đã nói, bà bác sĩ oncologist cái tuần vừa rồi bà đã nói với Jenny rằng là bà rất là đau khổ không chia sẻ được với cái ông chồng của bà này rằng là chính ông là người đã giết chết vợ ông mà không nói được, tại vì không có một nguyên do nào khác mà cái cân nó quay lại một cách thê thảm như vậy. Cho nên là mọi người nên cẩn thận, nếu mà là estrogen positive thì mình nên cẩn thận về vấn đề mà uống, có lẽ là ăn uống đậu hũ thì không đến nỗi, nhưng mà hễ mà uống cái supplement thì thường thường supplement là nó cao, cái Quá độ nhiều, cao thì có thể nó ảnh hưởng tới tới cái tế bào cancer. Dạ vâng, đó 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 là một cái thí dụ rất là điển hình. Thành ra quý vị phải nhớ đó là cái cuộc chạy đua với cancer là một cuộc chạy đua nó rất là lý thú, mà cái lý thú đó đó mình phải rất là sáng suốt. Cái lý thú đó là mình phải rất là sáng suốt, chứ còn không có nên tin những cái lời mà đồn đãi mà thất thiệt, cái đó nó không có đúng. Rất là cẩn thận, là tại vì những cái đồn đãi mà về thuốc men, mà nhất là vấn đề thương mại đó, người ta chỉ cái cốt ý là người ta chỉ lấy tiền thôi. Thành ra những cái thuốc mà hứa hẹn là sẽ ngăn ngừa cái này ngăn ngừa cái kia, mà không có một cái tức là nó không có một cái kiểm chứng gì hết, thì quý vị rất là cẩn thận, tại vì cái sinh mệnh mình là cái vấn đề rất là quan trọng. Mà ngày nay đó, cái vấn đề ung thư nó không phải là cái bản án tử hình nữa. Tôi luôn luôn nói với các bạn và quý vị mà bệnh nhân, và cũng nói với chính tôi, nó không phải là cái án tử hình, tại vì cái khoa học nó tiến bộ rất là nhiều và nó cho mình rất nhiều cái chance để mà mình, nhưng mà đôi khi mình ignore, mình forget, mình quên đi những cái con đường chính mà mình lại đi tới, mình đi tìm những cái mà nó vô thưởng vô nó vô thưởng mà rất nhiều cái phạt trong đó, chứ không phải vô thưởng vô phạt, vô thưởng mà rất nhiều cái phạt. Mà cũng vậy, cái lý do mà người ta tin vô là tại vì những cái quảng cáo nó quá sức hấp dẫn, nó đưa những cái hình ảnh khoa học rất là fancy trong đó, rất là khi quý vị nhìn vô cái vị cứ tưởng là những cái khoa học thật, nhưng mà không, cái đó nó gọi là pseudoscience, tức là khoa học giả tạo đó. Tất cả những cái mà quảng cáo đó đó, nó hoàn toàn nó không có một cái gì khoa học trong đó hết đó. Thành ra mình nhìn cái đó mà mình bị lầm đó, thì mình phải đánh đổi cả cái sinh mạng mình, cái đó hoàn toàn vô lý, quý vị. Dạ, thưa quý vị, vừa rồi đó là cái câu chuyện này là một câu chuyện mà Thanh Trúc có thể ngồi nghe hàng giờ để mà học hỏi, là bởi vì chung quanh ta biết bao nhiêu gọi người gọi là
bị bệnh ung thư, và khi mà họ bị bệnh ung thư thì họ luôn luôn họ gạt tự gắn cho họ một cái gọi là cái nhãn hiệu đó, giống như là tôi sẽ chết, tôi ngày giờ của tôi không còn bao nhiêu nữa, và tôi cố gắng tôi sống như thế nào để cho nó trọn vẹn. Nhưng mà thực sự rất có rất nhiều hy vọng quý vị, và như bác sĩ Nguyễn Thị Vũ đã nói là đó không phải là bản án tử hình. Còn Jenny Đỗ thì chia sẻ là không cần phải chiến đấu chống lại nó, mà hãy tập làm quen và sống chung với nó, và đúng thầy, đúng thuốc, đúng cái người mà chẩn bệnh cho mình để mà tìm ra cái phương cách chữa trị cho mình. Đó là câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị hôm nay. Mong rằng cuối năm đây là một câu chuyện ý nghĩa, thật là ý nghĩa cho tất cả những quý vị đang ngồi, đang xem chương trình này, để thấy rằng là ung thư, that is not the end of the world, đó không phải là ngày tận thế của đời mình, mà đó là cái cách mình học và mình chiến đấu, mình không phải là chiến đấu mà gọi là mình tự để mà sống chung với nó và tìm cách để mà cứu lấy mình. Một lần nữa, Thánh Trúc cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Cảm ơn Jenny Đỗ đã không có ngại ngùng những cái chuyện riêng tư mà chia sẻ, cũng giống như cảm ơn ba khoa học gia Nguyễn Thượng Vũ đã chia sẻ kiến thức về cái cách chữa trị ung thư. Một lần nữa Thánh Trúc xin kính chào hai vị và cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Dạ, chúng em rất là cảm ơn chị đã đến với chúng em, và cảm ơn tất cả các quý vị đã theo dõi. Cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ với mọi người. Và Jenny hy vọng rằng là mình sẽ có những cuộc gặp gỡ được nhiều hơn nữa, để cho có thể là mình học hỏi lẫn nhau. Và mai mốt Jenny hy vọng là mọi người có những câu hỏi nên viết vô trong đài, để có gì bác sĩ hoặc là những người chuyên gia khác trả lời cho quý vị. Xin thân chào. Xin cảm ơn Thanh Trúc, cảm ơn Jenny, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.